Giang Bảy lừa các trai trẻ thích phục vụ quý bà. Văn Bảy lừa đảo hoàn hảo với các trai trẻ thích được phục vụ các quý bà để kiếm tiền bo. Nhưng Nguyễn Bá Mạnh và Lê Duy Khánh đã mắc phải một sai lầm là Giang Bảy hai lần ở một nơi nên đã bị phát hiện một cách rất dễ dàng. Lê Dư Khánh sinh năm 1995 và Nguyễn Bá Mạnh sinh năm 1994 cùng trú tại xã Hộ Mổ, huyện Đan Phượng, Hà Nội là bạn cùng xóm lớn lên cùng với nhau, không chịu lao động nhưng lại muốn có tiền. Chúng đã nghĩ ra cách để lừa đảo người khác nhằm kiếm tiền tiêu xài. Đầu tháng 6 năm 2018, thì Mạnh và Khánh đã nghĩ ra một thủ đoạn lừa đảo gian bẫy lừa với những trai trẻ có nhu cầu phục vụ quý bà để kiếm tiền bo. Theo đó thì Mạnh và Khánh lên mạng Zalo lập tài khoản ảo, cùng sử dụng tài khoản Zalo trên đi vào phòng nói chuyện chung và đăng tin nội dung tìm phi công là nam giới phục vụ tình dục cho khách hàng là nữ giới. Cùng với đó thì Mạnh sử dụng tài khoản Zalo trên để đăng tin trong phòng chat với nội dung tìm em gái nghe điện thoại, mỗi cuộc điện thoại sẽ trả 100.000 đồng. Sau đó thì có tài khoản Zalo Ngọc Tú đã đồng ý kết bạn và nhận lời làm việc cho Mạnh mạnh dạng Ngọc Tú nếu có ai gọi điện vào thì bảo người đó đến nhà nghỉ Mộc ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lấy phòng sau đó nhắn tin số phòng cho Ngọc Tú, rồi Ngọc Tú nhắn lại cho Mạnh. Sau khi có được số phòng tại nhà nghỉ thì Mạnh chở Khánh đến cửa nhà nghỉ. Khánh lên phòng gặp người thích phục vụ quý bà, còn Mạnh thì đứng ở dưới đợi. Khi lên phòng thì Khánh sẽ nói là nhân viên an ninh của quý bà yêu cầu trai trẻ cho kiểm tra phòng, đồng thời đưa điện thoại cho Khánh giữ để tránh việc quay phim, chụp ảnh. Cầm được điện thoại, Khánh sẽ bảo trai trẻ đợi trên phòng, còn Khánh đi xuống lên xe của Mạnh đã đợi sẵn và bỏ đi. Tài sản lấy được, cả hai bán lấy tiền và chia nhau xài. Với thủ đoạn này, thì ngày 16 tháng 6, Mạnh và Khánh sử dụng tài khoản Zalo Quang Huy kết bạn với anh Thái Văn Hát, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhắn tin cho anh thỏa thuận phục vụ, vụ khách nữ với giá là 5 triệu đồng. Anh Hát sẽ được nhận 3 triệu đồng, còn 2 triệu trả cho Mạnh và Khánh là tiền công môi giới. Anh H đồng ý, Mạnh và Khánh nhắn tin số điện thoại của Ngọc Tú cho anh H và nói đây là số điện thoại của khách nữ cần phục vụ. Khánh đã lên phòng lấy được điện thoại iPhone 7 của anh Hoa với thủ đoạn như đã bàn bạc trước đó với Mạnh. Lấy được điện thoại, Mạnh và Khánh đã bán cho một người không quen biết tại khu vực cầu diện với giá là 4,5 triệu đồng. Mạnh chia cho Khánh một nửa, khi biết mình bị lừa thì anh H đã báo lại với chủ nhà nghỉ câu chuyện của mình. Liền ngay sau đó thì cùng với chủ đoàn nói trên, ngày 22 tháng 6 thì Khánh và Mạnh đã lừa anh Trần Văn Đê trú tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chiếm đoạt chiếc iPhone Xiaomi 5 Pro, cũng tại nhà nghỉ mộc Đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi đi qua quầy lễ tân, anh Cao Văn Việt là nhân viên quản lý nhà nghỉ, đã nhận ra Khánh nên đã gọi Khánh lại để kiểm tra. Khánh biết bị lộ liền bỏ chạy anh Việt đã tri hô, đuổi theo cùng với công an phường Phú Đô bắt giữ được Khánh. Trong quá trình bỏ chạy thì Khánh đã làm rơi chiếc điện thoại nên không thu giữ được tang vật. Về phần của Mạnh, thấy Khánh bị đuổi bắt nên Mạnh đã điều khiển xe máy bỏ chạy và ngày 24 tháng 6 đã đến công an quận Nam Từ Liêm đầu thú. Tại cơ quan công an, Khánh và Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Khánh và Nguyễn Bá Mạnh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.